bán review phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Kiểm tra con ta. Sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Không phải là bệnh đậu mùa, và cũng không phải là bệnh sởi đâu. Thần thật xin lỗi khi mà phải nói điều này, nhưng mà thần nghĩ thái tử đã bị trúng độc rồi, thưa bệ hạ và nương nương. Trúng độc sao? Thần xin lỗi. Có thật là con ta bị trúng độc không hả? Có chuyện gì mà ngươi ngập ngừng không trả lời? Ngươi là thái y hàng đầu, chuyên về chất độc trong toàn bộ Dương quốc mà. Giữa trên dùng da bị đổi màu trên lưng, thần nghĩ thái tử bị nhiễm độc và chiết xuất qua chi cốt, cần phải tiêm thuốc giải độc ngay lập tức. Vậy thì mời các thái y đến ngay đi. Các thái y không có thuốc giải. Thái tử cần phải được tiêm thuốc giải độc có độ tinh khiết cao. Thần nghĩ chắc chắn người hạ độc đang giữ thuốc giải. Nếu như không có thuốc giải thì thái tử sẽ như thế nào? Thái tử sẽ phải chết. Không được đâu mà bệ hạ, không thể để chuyện đó xảy ra được. Hãy làm bất cứ điều gì cứu thái tử đi. Xin hãy cứu thái tử đi bệ hạ. Xin hãy cứu mạng thái tử đi. Chào mừng bệ hạ đến Tệ Xa. Sao người dám dùng mạng sống của thái tử để đe dọa trẫm như vậy? Lộ mạng quá rồi. Mau lùi xuống. Muốn quyền cấp nước à? Muốn tổ chức kiểm soát nước của cả Dương quốc này hay sao hả? Ta sẽ dùng nó để cứu giúp dân thường. Cho dù trẫm có giao quyền vào tay của ngươi thì các quan trong triều cũng không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Ngày mai các quan trong triều sẽ dán dự luật về quy định mới cho việc quản lý nước, và bệ hạ cần phải đóng dấu lên dự luật đó. Cho dù trẫm có đóng dấu lên dự luật thì trẫm cũng không bao giờ cho phép ngươi độc quyền nguồn nước. Nhưng mà trẫm sẽ đồng ý chia sẻ dương quyền này với ngươi, với điều kiện ngươi mau chóng giao thuốc giải. Quên ngày hôm đó rồi sao? Sau khi ngài uống chiết xuất của Hòa Chi Cúc, ngài phải tiếp tục dùng nó. Nếu ngài không uống thường xuyên, chất độc bên trong cơ thể sẽ giết chết ngài ngay lập tức. Ngài sẽ chết một cách đau đớn nếu không uống chiết xuất Hòa Chi Cúc này vào lúc trăng tròn xuất hiện trong tháng khi những ngày rồng đến. Ai đã giúp người trở thành tân vương? Ai vậy? Ta sẽ gia nhập, nhưng ngươi phải giữ lời hứa. Sau khi cuộc săn bắt kết thúc, ngươi tuyệt đối không được phép giết thợ săn của ta. Bây giờ ngài phải tuyên thệ. Ta, Di Vua, sẽ làm theo luật lệ của tổ chức Pian Suvi. Nếu ta không giữ lời, ta sẽ chấp nhận, nhận lấy cái chết. Ta chấp nhận hy sinh bản thân vì mọi chuyện. Ta muốn trở thành hoàng đế. Ta sẽ trở thành hoàng đế. Trở thành hoàng
suy nghĩ lại thiên mệnh của thái tử đi. Chắc không muốn mất thái tử vì lựa chọn sai chứ. Ta dù gì đi nữa cũng không hề muốn làm hại thái tử. Thái tử sẽ có một đồng minh trong tương lai. Sau khi người gia nhập tổ chức Yuan Su Quy, ngày ấy sẽ trở thành người quan trọng. Không đợi nào. Đây là thuốc giải. Đóng dấu vào dự luật và trao quyền cung cấp nước, rồi cho phép thái tử gia nhập tổ chức Biên Su Quy. Bệ hạ, hộ bộ đã đề xuất dự luật, xin kính trình lên bệ hạ. Chúng ta không có những người giám sát những công trình kênh nước mới, có vẻ như khá vô tổ chức, cho nên thần đề nghị tạo ra một trung gian quản lý nước mới để giám sát công trình. Biên Su Quy nên đảm nhiệm vị trí này. Chẳng phải trẫm đã nói muốn làm gì thì làm à? Ta sẽ chấp nhận việc thành lập trung gian quản lý nước. Đa tạ ân nghĩa của bệ hạ. Đây, thuốc giải đến rồi, mau đưa cho thái tử, mau lên. Thần xin lỗi thưa bệ hạ. Bệ hạ, con trai của trẫm, con trai ta. Bệ hạ, thái tử đã sống lại rồi. Bệ hạ, thái tử đã qua khỏi mà không cần sử dụng thuốc giải. Đâu? Trẫm rất hãnh diện về con. Làm tốt lắm con trai của trẫm, con làm rất tốt. Con trai của ta, con trai ta. Vết bớt chuyển sang màu đỏ là do phản ứng với chất độc có sẵn trong hệ thống miễn dịch của thái tử. Nếu thái tử lại nhiễm độc lần nữa, vết bớt đó sẽ lại hiện ra thưa bệ hạ. Nhờ vào sự may mắn mà thái tử đã thoát chết, thần linh của hoàng gia đã ban phước lành lên thái tử, giúp thái tử có thể đào thải mọi chất độc. Đó là một ơn phước tuyệt vời thưa bệ hạ. Trẫm biết rồi, trẫm vui mừng quá đi. Ông trời đã thật sự ban phước lành cho con rồi. Con là vị minh quân của vương quốc này. Giờ tổ chức của chúng ta đã có quyền quản lý kiểm soát nước. Sẽ có nhiều chi nhánh được thành lập ở khắp nơi để quản lý việc cung cấp nước. Mỗi một người trong các ngươi sẽ giữ chức trưởng khu. Các ngươi có thấy vui không? Giờ
ta cần các ngươi đi tìm kiếm những nam nhân hành nghề quân bác đến để gánh nước. Miễn là có quyền kiểm soát việc cung cấp nước thì không có gì chúng ta không thể làm. Khi có quyền cung cấp nước, thiên tai sẽ chảy về túi chúng ta đều đặn như suối, không bao giờ khô cạn. Đúng vậy, chủ nhân ở đó đã xuống. Nhà xanh của thái tử cần phải được canh chừng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ra vào nửa bước. Rõ, thưa bệ hạ. Sao phải làm như vậy hả bệ hạ? Sao nhà xanh lại bị canh giữ nghiêm ngặt? Trẫm đang cố gắng bảo vệ thái tử khỏi nguy hiểm. Bọn chúng chắc chắn sẽ ép thái tử gia nhập vào tổ chức. Nếu như không đồng ý sẽ sát hại. Nếu thái tử gia nhập vào tổ chức thì sẽ làm bộ nhìn giống như ta vậy, không làm được trò trống gì cho người dân cả. Nó không được đi vào vết xe đổ của ta. Ta muốn con trai của mình trong tương lai phải là một minh quân thật sự. Bệ hạ, để bảo vệ an toàn của thái tử, chúng ta bắt buộc phải giấu nó đi. Gián điệp của bọn chúng ở khắp mọi nơi sẽ gây bất lợi cho thái tử. Nếu như muốn thái tử được an toàn, nàng cần phải nghe theo lời của trẫm. Bệ hạ, bất luận xảy ra chuyện gì, ta vẫn luôn bảo vệ cho con trai của ta. Đội trưởng à. Dạ, bệ hạ. Những người được phép nhìn thấy dung nhan của thái tử chỉ có trẫm và quý phi, còn có cả ngươi nữa. Nếu như vô tình có người thứ tư nhìn thấy thì giết không cần hỏi. Lỗi hải thiên. Giang Su Cheong bắt đầu quản lý việc cung cấp nước, đã thuê những người quân giác vận chuyển nước đến tận nhà cho bá tánh. Mới đầu vì có thể tự lấy nước nên họ không muốn trả tiền mua nước, vì thấy giá thành rẻ lại thuận tiện nên họ chấp thuận. Giờ bá tánh đối với những người mang nước đến như người giao hàng thân thiện vậy. Giang Su Cheong đã xây dựng được một mạng lưới vận chuyển nước trên khắp thành thị. Điều đáng lo ngại là Giang Su Cheong đã mua tất cả các giếng nước không bị khô hạn rồi. Vào thời điểm hiện tại thì không có vấn đề gì, nhưng khi hạn hán tấn công thì chỉ có Giang Su Cheong có đủ nước để cung cấp cho mùa khô hạn. Giờ cảm thấy nước như là miễn phí, nhưng mà khi hạn hán đến thì bọn chúng sẽ đội giá lên trời. Sao chúng dám?